lâm sàng hiện nay, đặc biệt là khi mà tụi em có là làm cho họ sức khỏe tụi em sẽ làm nhiều hơn. Còn ví dụ như thế thì mình chỉ làm trên khoa học thôi thì sẽ rất là hiếm rồi ha. Và thì cái điểm quan trọng nhất là tụi em sẽ hiểu được cái cơ chế tác dụng của thuốc ha, và mình chỉ cần nhớ một số ứng dụng thôi. Và trước khi mà mình đi bài học thì mình sẽ nhắc lại một số điểm quan trọng ở trong phần hệ thần kinh thực vật. Thì giờ các bạn nào nhớ được có là kích thích hệ thần kinh giao cảm thì nó sẽ cho ra biểu hiện như thế nào? Kích thích giao cảm, hai hệ thần kinh giao cảm sẽ bị kích thích trong tình huống nào? Lo lắng, sợ hãi, ha. Vậy thì lúc mà bị kích thích giao cảm thì các cơ quan sẽ biểu hiện như thế nào? Và đồng thời là sao nó cũng sẽ làm
phóng thích ra chất nhờ lên người nữa. Rồi, phân loại ha, thì ở đây mình phân loại sẽ là theo cái cơ chế tác động của nó là tác động trực tiếp hoặc là tác động gián tiếp hoặc là tác động hỗn hợp ha. Thì trong nhóm tác động hỗn hợp này á, thì tụi em lưu ý thêm á, là nó còn có cả dopamine ha. Rồi, thì cấu tạo của cái thuốc đó mà tác động trực tiếp á, thì trong cái tác động trực tiếp người ta chia là nhóm catecholamine và nhóm non catecholamine, thì người ta chia theo những cái cấu trúc hóa học. Thì cấu tạo của nhóm catecholamine là nó được cấu tạo từ catechol và methionine, rồi nó sẽ bị phân hủy bởi men A và men con. Thì hai cái men này là nó sẽ có ở nhiều vị trí khác nhau trong cơ thể ha, ở cái dịch xung quanh tế bào niêm mạc ruột nó cũng có, ở trong dịch kẽ nó cũng có luôn. Có nghĩa là những thuốc này như vậy thì mình liệu có thể sử dụng được đồ uống hay không? Có nghĩa là men mao và men con, ngoài em thấy nó hiện diện ở đầu cọc sinap, nó còn hiện diện hầu như tất cả các dịch mô kẽ ha, rồi dịch gian tế bào. Như vậy thì đối với sự hiện diện của những cái men này một cách dày đặc như vậy ha, thì như vậy những cái thuốc này mình có thể sử dụng đồ uống được hay không? Không thể sử dụng đồ uống được ha. Và đồng thời là sao? Đây là những chất đó, là cái thời gian bán hại của nó rất là ngắn, nó chỉ độ khoảng là 2 phút mấy thôi, 2 phút mấy thôi ha. Như vậy thì sao? Khi mình vừa giả sử như nếu mà nó thoát được những cái men đó, thì trước khi mà nó cho được đến tác động của cơ quan đó, thì nó cũng đã bị tiêu biến hết rồi ha. Tên một phần hai đường ngắn, đồng thời là sao? Dễ dàng bị phân hủy với men nào men con. Cho nên hiện tại những cái thuốc này mình sẽ không có sử dụng được đường uống, vậy thì mình sẽ sử dụng bằng đường truyền tĩnh mạch ha, đường truyền tĩnh mạch. Vậy thì khi mà tên một phần hai mà ngắn như vậy á, thì chỉ cần á là sao, khi mà em ngưng thuốc, em ví dụ như em khi mà em sử dụng cho bệnh nhân, em ngưng thuốc lại, thì độ khoảng là sao, khi em vừa chấm dứt truyền thuốc cho bệnh nhân thì khoảng 15 phút sau là bệnh nhân đã hoàn toàn sạch cái thuốc đó trong cơ thể ha, không còn cái thuốc đó trong cơ thể nữa. Như vậy á, thì để đảm bảo cho cái thuốc này được nồng độ thuốc luôn có trong cơ thể và duy trì cái tính năng của nó, thì mình chỉ phải khi mà mình sử dụng đường truyền đường tĩnh mạch đúng không, đường tĩnh mạch thì mình sẽ phải sử dụng là sao, em đi bệnh viện thì người ta sẽ sử dụng sao, người ta sẽ sử dụng qua cái dụng cụ gì để mà đảm bảo là cái tác động của thuốc sẽ luôn luôn được là liên tục bơm liên tự động. Rồi thì nó người ta sẽ sử dụng bằng bơm tim tự động ha, và ta có căn chỉnh nó là 3 microgram một phút ha, nó như 1 kg ha, người ta sẽ sử dụng bơm tim tự động để đảm bảo là sao, thuốc nó sẽ được truyền liên tục vào cơ thể, đảm bảo nồng độ thuốc luôn được duy trì trong cơ thể ha, để cho tác động tại cơ quan đó. Nhưng mà vậy thì mình xin tự nghĩ như này, bởi vì tên 1/2 của nó rất là ngắn, cho nên thành ra ngoài việc là người ta sử dụng bơm tim tự động tiêm truyền liên tục vào trong mạch máu, thì cái vị trí mà mình đưa thuốc vào cơ thể thì phải là vị trí nào, cái mạch máu của mình đảm bảo đưa vào cơ thể là mạch máu sao, mạch máu lớn đầu tiên, vậy thì sẽ là có phải là cái mạch máu ngoại vi của mình không, không ha, nó là cái mạch trung tâm ha. Vậy thì khi mà mình sử dụng để cho thuốc đó là đảm bảo được tác động của thuốc nha, thì nó phải có hai yếu tố. Thứ nhất là nó tiêm truyền liên tục, mình không sử dụng được uống nha, mình tiêm truyền liên tục. Và cái thứ hai là mình phải lựa chọn đó là những cái mạch máu trung tâm, chứ mình sẽ không nên lựa chọn là mạch ngoại vi. Nó còn thêm một yếu tố như thế này nữa, đây là những thuốc là sao, người ta gọi là những thuốc vận mạch, em nhớ đây là những thuốc vận mạch. Vậy thì khi mà mình sử dụng những cái mạch máu ngoại vi bằng những cái luồng ống kim, những cái kim luồng ha, hay là những cái kim bướm mà em đưa vào, thì cái hậu quả này có khả năng xảy ra. Đây là những thuốc vận mạch, nên mình hiểu là thuốc co mạch, thì nó sẽ gây nó sẽ thoát ra ngoài mô, thì nó sẽ gây hoại tử mô ở vùng đó ha, có khả năng gây co mạch rất là nhiều nếu mà mình không phát hiện ra sớm ha. Thì ví dụ như người bệnh nhân có khả năng bị hoại tử mô, mà thường nếu mà những thuốc này thoát ra ngoài do nó gây co mạch gì đó, thiếu máu nuôi ở vùng mô đó, thì bệnh nhân sẽ báo điều gì cho em biết, vì sao bệnh nhân sẽ bệnh sao, mà em biết là những thuốc này
là đang em đang lỡ em truyền ra ngoài mất rồi. Hiển nhiên là đó những bệnh nhân tỉnh táo, mà còn lúc mà em cấp cứu người ta cũng không còn tỉnh táo đấy, mà cho nên nói cho mình biết chỉ sau này mình xem mà mình mới biết người ta sẽ thay truyền gì với em, ta sẽ thay truyền gì đau ha con mà ha thiếu máu nuôi vùng mô đó, cho nên bệnh nhân sẽ thay của mình là bệnh nhân bị đau ha. Vậy thì từ những cái đó em thấy ha, tiêm truyền T1/2 ngắn dễ bị phân hủy bởi men cong và men mang, cho nên thành ra là sao không sử dụng đường uống hoặc là sử dụng đường tiêm truyền ha. Và bởi vì T1/2 ngắn cho nên đây mới là đường tiêm truyền liên tục ha, mình sử dụng bơm tiêm tự động ha. Rồi mình sẽ sao sử dụng những thuốc này bởi vì T1/2 nó quá ngắn nên để đảm bảo là thuốc nó sẽ được phân bố đến những vị trí mà tác động một cách nhanh chóng hết, thì phải cần cái mạch máu đầu tiên, thì mình sẽ lựa chọn là mạch máu trung tâm, chứ mình sẽ không có lựa chọn những cái hệ mạch máu ngoại vi ha. Rồi một cái thứ hai đó là sao, đây là những thuốc vận mạch, nó sẽ gây co mạch, nó dễ làm thiếu máu vùng vùng mô đó, cho nên khi mà mình lựa mạch máu trung tâm thì mình đảm bảo là sao cái lượng thuốc đó nó sẽ là đi vào trong hệ tuần hoàn, chứ nó không có thoát ra được mô xung quanh ha, gây tổn thương mô của vùng đó, cho nên nó là sao em sẽ lựa là mặt trung tâm chứ không phải là ngoại vi ha. Rồi thì đây là cái cấu trúc ha của các thuốc đó mà thuộc nhóm catecholamine ha. Thì em sẽ thấy ở đây là nó cấu tạo từ catechol và nhóm ethylamine ha. Thì cái gốc R1 thì nó giống nhau nhưng mà cái gốc R2 nó sẽ khác nhau. Thì gốc R2 mà nó càng còn cần bao nhiêu thì cái ái tính của thuốc đó đối với thụ thể beta nó sẽ càng nhiều bấy nhiêu ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ đi từng thuốc một. Ở đây là những cái thuốc mà mình sẽ rất là thường gặp ở trên thân sàn ha. Thường gặp nhất đó, đối với tụi nếu mà bạn nào mà làm ở tuyến quận á, tuyến quận không mà em ngồi ở khoa không á thì em sẽ hay gặp tenofovir, còn những bạn nào mà sau này đi về hồi sức đó, thì sẽ gặp được đầy đủ hơn ha. Cho nên thành ra mình có thể là mình sẽ biết mình lập luận lý luận thôi, nhưng mà có thể sau này những bạn đi chuyên ngành khác thì sẽ không có gặp được nó nhiều rồi. Bây giờ em chú ý ha, norepinephrine và epinephrine. Thì bây giờ chị hỏi tụi em epinephrine với norepinephrine á, thì cái nào là được tìm ra trước? Norepinephrine được tìm ra trước. Rồi, nhưng mà cái nào thì có phản ứng sinh học cao hơn? Epinephrine. Rồi, norepinephrine là cái gì của norepinephrine là cái gì của epinephrine? Là tiền chất ha, tại tủy thượng thận ha. Thì norepinephrine nó sẽ được chuyển đổi thành epinephrine ha. Rồi giờ em có thể thấy ha, norepinephrine và epinephrine đều có tác động lên thụ thể alpha và beta, nhưng mà norepinephrine á, cái ái tính của nó trên thụ thể beta 1 á, nó nhiều hơn so với thụ thể beta 2, còn trong khi epinephrine á, thì cái ái tính của nó trên cả thụ thể beta 1 và beta 2 đều như nhau nha, cho nên dẫn đến là điều là sai. Norepinephrine á, cái tác dụng chủ yếu của nó sẽ là co mạch thông qua việc kích thích thụ thể alpha ha. Còn trong khi epinephrine á, epinephrine nó có thể những vị trí nó gây co mạch và nhưng mà có những vị trí nó sẽ gây giãn mạch ha. Rồi epinephrine thì thường á, phải đi lâm sàng trong độ khoảng phải đi lâm sàng chưa? Ủa chưa lên hả? Chưa lên miếng nào luôn hả? Năm hai cũng không lên hả? Chưa lên gì đâu. Có gì tụi em biết vậy nha. Epinephrine, nhưng mà theo tụi em được biết thì epinephrine là được sử dụng trong những tình huống gì? Cấp cứu gì? Sốc phản vệ, phải không? Rồi còn cái gì nữa? Còn tình huống gì nữa? Một tình huống gì nữa? Ngoài sốc phản vệ là cái mình sẽ hay gặp đúng không? Rồi còn trong tình huống nào nữa? Ngưng tim ha, ngưng tuần hoàn ha, ngưng tim ngưng tuần hoàn. Rồi epinephrine tại sao mình thấy là nó tác động lên thụ thể alpha và beta ha, thì tại sao mà nó được sử dụng trong sốc phản vệ
tại sao nó được sử dụng trong ngưng tuần hoàn? À, nó sẽ gây tăng huyết lên thông qua việc kích thích cụ thể này, nó sẽ gây co mạch và nâng huyết áp lên thông qua việc kích thích cụ thể này. Kích thích cụ thể nào? Alpha 1 và alpha 2 ha. Thì còn beta 1, beta 2 thì sao? Ở đây nha, mình khi mà mình học về thuốc vận mạch thì mình sẽ nhớ thêm những chi tiết như thế này. Thì cái thuốc vận mạch á, thì em sẽ thấy là thường nó một thuốc nó sẽ tác động lên nhiều cụ thể nha, sẽ có tác động lên nhiều cụ thể nha, là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là sao? Tuy là nó tác động lên nhiều cụ thể nhưng cái ái tính của nó đối với những cái loại cụ thể khác nhau nó sẽ khác nhau ha. Và cái thứ ba là sao? Nó còn tác vì cái ái tính của nó đối với cái cụ thể nào còn phụ thuộc theo cái liều, cái nồng độ liều ha. Ví dụ đây, epinephrine khi mà em sử dụng liều thấp, thì đặc biệt cái ái tính của nó đó, trên cụ thể beta nó sẽ nhiều ha. Nhưng mà khi em sử dụng với những cái liều cao thì ái tính của nó trên cụ thể alpha nó sẽ nhiều hơn. Như vậy thì khi mà mình sử dụng liều thấp thì vì ái tính trên cụ thể beta nhiều thì nó cũng có thể gây tăng kích thích ha, tăng sức cơ bắp cơ tim, tăng nhịp tim, tăng tốc độ vận chuyển của tim, từ đó là sẽ làm tăng cái huyết áp và thù lên. Nhưng mà vô tình là sao? Bởi vì nó kích thích cụ thể beta 2 cho nên nó sẽ gây giãn mạch ha. Tuy nhiên thường trong khi mình cấp cứu thì mình sẽ sử dụng đến ngưỡng liều là cao, cho nên khi mình tiêm vào thì sao, ngoài việc kích thích cụ thể beta 1 thì lúc này sao, nó kích thích cụ thể alpha 1 sẽ rất là mạnh, alpha 1 alpha 2 rất là mạnh, nên nó sẽ đi co mạch nâng huyết áp lên ha. Nhưng mà cái tác dụng mà nâng huyết áp này nó sẽ bị ảnh hưởng một phần khi mà sao thuốc đến một cái vị trí xa và nó gây giãn cái mạch máu ngoại vi các bạn, cho nên cái tác dụng mà nâng cái huyết áp tâm trương co mạch nó sẽ làm nâng huyết tâm trương lên thì nó sẽ có bị ảnh hưởng một phần bởi vì là sẽ tác động lên cụ thể beta 2. Nhưng mà nhìn chung là sao, cái tác động lên cụ thể alpha 1 mạnh khi mình sử dụng ngưỡng liều cao, cho nên khi mà mình sử dụng thuốc rồi sao mình thấy cả huyết áp tâm thu và tâm trương đều nâng lên ha, cả huyết áp tâm thu và tâm trương đều nâng lên. Như vậy thì khi mà bệnh nhân cấp cứu mình nhận mày mình tiêm adrenaline ha, hay là epinephrine vào trong cơ thể thì mình sao sẽ giúp làm tăng cái huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương lên, từ đó mình sẽ làm tăng cái huyết áp và mạch trung vòng lên nha. Vậy thì cái thuốc này khi mà nó được phân bố ở một vị trí xa hơn thì ngoài nó gây giãn mạch thì nó sẽ đến những cái tế bào, thì trong đó là có tế bào của khí phế quản, thì nó sẽ kích thích với ngưỡng liều thấp mà nó sẽ có ái tính với cụ thể beta 2 nhiều hơn. Mà trong khi đó là khí phế quản thì cái cụ thể beta 2 nó sẽ tập trung rất là nhiều, vậy thì nó sẽ gây giãn cơ cho khí phế quản. Đó là lý do mà sao mình sử dụng trong sốc phản vệ, ngoài việc là sao gây co mạch. Sốc phản vệ là sốc gì vậy? Gây liền mạch đúng không? Những cái hóa chất trung gian nó gây liền mạch, thì bây giờ mình dùng epinephrine cho mình sẽ gây co mạch, kích thích cơ tim hoạt động lại ha, thì nó sẽ gây giãn khí phế quản ra giúp bệnh nhân dễ thở hơn ha. À, ngoài ra epinephrine còn một đặc tính nữa trong điều trị sốc phản vệ, đó là cái gì? Đây là một đặc tính quan trọng và khiến cho người ta lại không sử dụng những thuốc khác ha, chỉ trừ phi là sao, khi mà mình sử dụng epinephrine ha liên tục rồi mà bệnh nhân vẫn chưa ra được, và lúc này sẽ bắt buộc đó là mình phải đảm bảo cái thường cái thuốc cái huyết áp nó phải được duy trì liên tục ha, thì lúc này mình mới truyền thuốc khác vô thôi ha. Vậy thì mình epinephrine còn có thêm đặc tính gì nữa? Mà chính cái lý do đó mới là cái lý do khiến cho epinephrine được sử dụng trong các bệnh vệ, có nghĩa là nó sẽ khiến cho những cái tế bào ha, những cái tế bào mắt nó sẽ không có phóng thích ra những chất trung gian hóa học nữa ha. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng nhất nha. Như vậy sao khi bệnh nhân ngưng tim ngưng thở hay bệnh nhân bị sốc phản vệ ha, thì tiêm epinephrine dài nó sẽ là, đây là những trường hợp nó tiêm với liều cao, và như vậy thì mình sẽ tiêm với liều sao liều cao ha, thì nó sẽ kích thích thuộc tới alpha 1 làm tăng huyết áp tập trung lên
và khi tăng huyết áp tâm trương thì sẽ vô tình là sao đẩy máu cùng tim vô tình chết tiết ha, tăng huyết áp tâm trương. Bên cạnh đó là sao nó kích thích thuộc hệ bên ta một là tăng sức cơ bắp cơ tim, tăng tần số tim lên, từ đó là sao cũng là tăng huyết áp tâm trương lên, nâng được cái huyết áp động mạch trung bình ha, cho nên nó sẽ ứng dụng là trong cấp cứu ha. Còn trong sốc phản vệ ngoài những cái đặc tính vừa rồi thì nó có thêm một đặc tính nữa là sao, ở những cái vị trí xa ha thì nó kích thích được thụ thể beta 2 ở tế bào cơ trơn ha, phế quản, tiểu phế quản, cho nên nó sẽ gây giãn tiểu phế quản và giúp bệnh nhân dễ thở hơn ha. Cho nên tụi em thấy là khi mà cấp cứu thì một số trường hợp người ta có thể là sao, nếu người ta không có những cái thuốc mà nó chuyên kích thích thụ thể beta 2 thì nó có thể sử dụng epinephrine để người ta phun khí dung ha, để mà sao kích thích thụ thể beta 2 khi giảm cơ cho tiểu phế quản ra giúp bệnh nhân dễ thở, đồng thời là sao ngăn chặn sự phóng thích chất hóa chất trung gian ha, từ tế bào mast ha, đó, để mà sao giới hạn lại cái tình trạng sốc phản vệ nha. Vậy thì tụi em học trong sách á, thì tụi em thấy epinephrine mà trong cấp cứu mà tuần hoàn cũng như là mình sẽ truyền mình bơ lớp thuốc ha, liên tục rồi là cũng mệt rồi, nhưng mà trong cái cấp cứu sốc phản vệ thì mình sẽ làm sao, mình sẽ tiêm ở vị trí nào nhớ không, mình sẽ tiêm ở vị trí nào dưới da hay còn vị trí nào, mà bây giờ vị trí dưới da người ta sẽ không có khuyên nữa, tim bắp ha, tim bắp. Vậy thì tại sao mà người ta không khuyên là tim dưới da, mà tại sao người ta lại đã khuyên tim bắp, tại sao bây giờ mạch máu mà giữa mạch máu mà trong cơ vân với mạch máu mà ở lớp mỡ dưới da thì cái mạch máu ở đâu nó sẽ to hơn, cơ vân nó sẽ to hơn, mạng lưới mao mạch nó ở đâu nó sẽ dày đặc hơn so với giữa dưới da, cơ vân thì cái nào mạng lưới nó sẽ nhiều hơn, cái nguồn cung cấp máu sẽ dồi dào hơn cơ vân. Nè, khi mình tiêm thuốc vào, nếu mà mình tiêm vào vị trí dưới da, đây là những cái mạch máu nhỏ, đó là những mạch máu nhỏ ha, thì vậy nó sẽ co trụ vào hết luôn. Vậy thì thuốc nó có thấm vào được hệ tuần hoàn nữa không? Không. Vậy thì lúc đó nó sẽ gây ra điều gì? Nó không thấm được một cách hiệu quả vào hệ tuần hoàn. Mặc dù đây là mình đang uống mà mình muốn cấp cứu là mình muốn đưa thuốc vào cơ thể ha, mình muốn đưa thuốc vào cơ thể thì đây là mình muốn cấp cứu. Thì thay mình nếu mình tiêm vào dưới da, máu ở dưới da co lại hết, thuốc không vào được trong hệ tuần hoàn. Vậy thì nó sẽ dễ dẫn đến điều gì? Co lại tại nào thuốc không vào được, vậy thì thuốc nó sẽ khiến cho sao, đó là những thuốc sao vận mạch ha, đúng hiệu chưa tốt rồi, nó gây co lại cái máu mô như vậy, vừa không phát huy được tác dụng và lại còn sẽ khiến sao về tổn thương mô ha, có khả năng gây tổn thương mô vùng đó nếu mà sao mình phải tiêm liều cao ha. Vậy thì lúc này mình sẽ tiêm vào trong vùng cơ vân thì cái mạng lưới mạch máu ở đây rất là to, dù khi mình tiêm vào nó có cọ lại nhưng mà thuốc vẫn có khả năng đi vào máu được ha. Vậy thì nó sẽ đi vào trong hệ tuần hoàn để nó phát huy tác dụng của nó, trong khi là sao mình sẽ phối hợp những mình sẽ đưa nó sẽ ức chế là sao, nó sẽ mang huyết áp lên, đồng thời là sao ngăn chặn cái sự phóng thích các hóa chất trung gian ra ha. Vậy thì sao mình tiêm thuốc vào bằng vùng bắp ha, sẽ tiêm bắp nha. Vậy thì tiêm vào đâu thì dễ nhất, tiêm đâu dễ nhất mà hả em tiêm nó thì cái khả năng sai sót của em nó sẽ ít hơn, có nghĩa là vùng bắp thì bắp tay cái gì cũng được, nhưng mà tiêm vào đâu mà đặc biệt nó bên nước ngoài á thì cái tỷ lệ thì đúng ha, nó cũng rất là cao. Rồi bên nước ngoài thì em sẽ thấy nó sẽ chế tạo ra những cái cây hút epinephrine á ha, ta có thể tự tiêm cho người ta. Vậy thì khi mà ta tự tiêm cho người ta, tiêm ở đâu thì dễ? Bắp đùi ha, mặt ngoài vùng bắp đùi ha, tiêm cả ha. Rồi mình chỉ cần tiêm cái hút đó là sao, thuốc sẽ phát huy tác dụng nha.
và nghiên cứu người ta cũng có cho thấy là sao giữa tim kiến giang và tim bắc thì tim bắc cho hiệu quả cao hơn, đồng thời là sao tránh được các tác dụng phụ của thuốc nha. Ở đây sẽ đưa con mà được gây tổn thương đó là chúng nó không nha. Rồi nếu mà giả sử như mà mình đã tiêm bắp mà vẫn không cho được cái không đưa được bệnh nhân ra khỏi sốc thì lúc này sao mình mới nghĩ đến là truyền Lovinogen. Vậy thì khi mà mình truyền Lovinogen thì mình phải pha ra nha, các bạn đó chúng mình sẽ không có giống như khi mình tiêm bắp nha đó. Tại vì lúc này là khi mình truyền sao Lovinogen nó sẽ được tiêm bao nhiêu là thuốc nó sẽ vào trong hệ tuần hoàn cho tác dụng bao nhiêu, còn khi mình tiêm bắp thì sao, có phải là tất cả các thuốc vào tụi em không, chưa kể là sao cái vị trí nó sẽ xa đi nha, cho nên là sao đó là sự khác biệt giữa mình truyền đến mặt mình phải pha bản, còn khi mình tiêm bắp thì mình sẽ không cần phải pha bản ra. Vậy thì khi mà mình truyền đến mặt thì nó cũng sẽ đưa ra giúp cho được đưa ra những cái hiệu ứng dụng chân, nhưng mà đồng thời cái điều mà khiến người ta sợ nhất đó khi ta truyền đến mặt đó là ta bị tác dụng phụ thì nhiều. Mình nhìn đây ha, Lovinogen kích thích. Vậy thì cái điều mà ta sợ nhất đó khi tuyên truyền Lovinogen là cái gì? Nó sẽ gây sao tụi em? Là cơn giật nhanh ha, là cơn kích thích thụ thể beta một thì có thể khiến bệnh nhân sao? Là cái cơn giật nhanh ha, cơn giật nhanh có mức ha, đó là bệnh nhân có thể là sao tử vong nha, do bệnh nhân bị rối loạn giật nhanh nha. Cho nên nó là sau khi mà mình cấp cứu mà mình thấy là tiêm cho Lovinogen mà tiêm bắt không được rồi thì mình mới chuyển sang là điều trị tĩnh mạch ha. Rồi như vậy á, mình thấy là đây là một thuốc là sao Lovinogen cũng kích thích là tăng nhịp tim. Như vậy thì những cái trường hợp đó là nhịp tim chậm quá ha, những trường hợp mà nhịp tim chậm quá thì mình cũng có thể là sao sử dụng Lovinogen để mà sao nâng cái nhịp tim của người ta lên ha, trong khi là sao mình đợi giải quyết cái nguyên nhân ha. Nhưng mà tụi em lưu ý là sao mình phải cân nhắc nha. Vậy thì khi mà Lovinogen nó làm tăng nhịp tim lên thì mình sẽ sợ với những đối tượng bệnh nhân nào kích thích là tăng nhịp tim bao nhiêu thì mình sẽ sợ với những đối tượng bệnh nhân nào, và những đối tượng đó là đặc biệt đó là người ta có khả năng tử vong, đối tượng nào mà có khả năng tử vong nên thực ra khi mà sử dụng đó, là mình phải rất là cân nhắc ha. Ví dụ như một người nhịp chậm, một người nhịp tim rất là chậm ha, từ khi nhịp tim mà người ta quá chậm thì mà người ta bị có triệu chứng ha, thì bây giờ bắt buộc cái người đó mình phải đi tìm nguyên nhân. Nhưng mà bây giờ mình đang ở phía dưới, bây giờ mình tim nó có những cái trường hợp mà nhịp chậm á, em sử dụng những cái thuốc khác không đáp ứng thì lúc này em sẽ sử dụng cái Lovinogen để nó hiện đạt. Vậy thì mình phải xem coi bệnh nhân có vấn đề nhịp chậm là do nguyên nhân gì. Ví dụ như nhịp chậm đi, một số trường hợp nhồi máu cơ tim á, mà người ta là bị nhồi máu cơ tim ở vùng hành dưới ha, thì bệnh nhân có khả năng là biểu hiện nhiễm rất là chậm. Thì bây giờ em sử dụng, em bắt buộc sao bây giờ người ta có triệu chứng ngất vận mạch gì đó ha, ngất ha, vậy thì bắt buộc là mình phải nhịp tim còn được khoảng 30 thôi, thì lúc này em phải nâng cái nhịp tim chúng ta lên ha. Nhưng mà khi mà em sử dụng cho bệnh nhân này thì em sợ điều gì sẽ xảy ra? Nếu em sử dụng Lovinogen thì em sợ điều gì sẽ xảy ra? Bệnh nhân đang bị nhồi máu cơ tim, và chính vì cái nhồi máu cơ tim thì khiến bệnh nhân bị rất là chậm. Nhưng mà mình không để ý đến vấn đề đó, mình tiêm Lovinogen thì có khả năng sẽ thúc đẩy bệnh nhân có cái gì? Bệnh gì? Đang nhồi máu cơ tim, đúng không? Bệnh nhân đang bị nhồi máu cơ tim, đang nhịp chậm, ha, nhịp rất là chậm. Nhưng mà thấy nhịp chậm, mình tiêm Lovinogen vô thì lúc này bệnh nhân có khả năng sao? Mình tỉnh bệnh nhân lên được sớm hơn. Tại sao? Tại vì lúc này nó tăng nhịp tim lên, có phải là nó làm sẽ làm tăng cái nhu cầu oxy cơ tim lên, đúng không? Và trong khi bệnh nhân đang bị ngồi móc cơ tim nữa, tăng nhu cầu oxy, tăng công lên, tăng nhu cầu oxy cơ tim lên thì bệnh nhân sẽ dễ tử vong. Thì khi mà mình tiêm Lovinogen mình phải xem coi bệnh nhân có đang bị nhồi máu cơ tim hay không ha, mình xem đo nhịp tim rồi mình hoặc là cẩn trọng ha, mình xem bệnh nhân có yếu tố nguy cơ không. Nếu mà mình thấy là đảm bảo rồi thì mình
trong những trường hợp mà nhồi máu cơ tim mà bên trầm trọng lắm thì chỉ còn nước là em chuyển bệnh nhân đi, để hoặc là cơ sở em có thuốc tiêu giải huyết em truyền thuốc tiêu giải huyết, còn không thì sao mình chuyển lên tuyến trên để bệnh nhân tái thông và nó sẽ hết nha. Rồi nhưng mà vậy thì mình chỉ còn nhớ epinephrine ha, ở ngưỡng liều thấp kích thích thụ thể ái tính trên thụ thể beta, nhưng mà ngưỡng liều cao thì sẽ kích thích thụ thể ái tính với thụ thể alpha, và sao thông qua alpha và beta một, alpha và beta một sẽ nâng cảm giác đau khô và đau chưa. Còn trong cấp cứu sốc phản vệ là sao mình thêm epinephrine thì nó sẽ sao hạn chế sự phóng thích các hóc chất trung gian từ tế bào mắt ha. Rồi đồng thời sao nó ở ngưỡng liều thấp ở những cái vị trí xa ha, thì lúc này sao sẽ kích thích thụ thể beta 2 đi dễ hơn qua cái phế quản ra giúp cho bệnh nhân dễ thở hơn ha. Rồi chỉ định của nó là sao trong cấp cứu ngưng tim, rồi trong sốc phản vệ ha, là trong cái trường hợp mà sao bệnh nhân bị nhịp chậm mà có triệu chứng. Nhưng mà mình phải lưu ý là bệnh nhân nhịp chậm này là do những nguyên nhân gì, nếu mà là của nhồi máu cơ tim thì em nên phải thật sự thận trọng khi em sử dụng epinephrine ha. Rồi non-epinephrine thì thuốc này á, là sẽ có tác động lên thụ thể alpha và beta, thì beta thì trong beta là beta 1 nhiều hơn beta 2, vậy thì thuốc này là nó sẽ gây co toàn hệ thống cơ thể ha. Rồi vậy nó sẽ nâng được huyết áp tâm trương, đồng thời là sao nó sẽ nâng được cả huyết áp tâm thu. Như vậy thì khi mình sử dụng thuốc ấy, thì những tình huống nào, sốc nào thì mình sẽ đặc biệt phương thức sử dụng nó. Ví dụ như sốc mà nó sẽ gây liệt mạch, những loại sốc nào mà nó gây liệt mạch hay di chuyển mạch ra thì em sử dụng non-epinephrine sẽ là tốt nhất. Ví dụ như là sốc, sốc gì sẽ gây liệt mạch rồi em? Sốc nhiễm trùng hay là em sẽ sử dụng non-epinephrine ha. Như vậy thì em thấy là nó cũng tác động lên thụ thể beta 1. Vậy thì khi mà em sử dụng thì tác dụng phụ mà em sợ nhất ở thuốc là gì? Nó sẽ làm rất là nhịp nhanh, nhịp tim ha. Đó. Cái này là cái mình sợ nhất ha. Có thể khiến cho bệnh nhân là sao? Vô đau thắt ngực hay là máu cơ tim ha. Kích thích làm tăng cái nhịp tim, sức cơ bóp cơ tim lên, đồng thời là gây co mạch. Mà khi co mạch như vậy thì cái sức cản ngoại vi nó sẽ như thế nào rồi em? Tăng lên hay giảm xuống? Sức cản ngoại vi nó sẽ tăng lên hay giảm xuống? Tăng lên. Vậy thì khi mà sức cản ngoại vi tăng lên thì sẽ khiến tim nó phải làm sao rồi em? Co bóp thì sao? Mạnh hơn ha, tim phải co bóp mạnh hơn so với bình thường luôn. Vậy thì sẽ dẫn tới là sao? Cái khả năng, cái công của tim tạo ra rất là lớn, thì khả năng tiêu thụ oxy của cơ tim sao cũng rất là nhiều ha. Đó, vì vậy bệnh nhân khi sử dụng thuốc thì mình sẽ lưu ý đến là sao, có thể rối loạn nhịp tim đẩy bệnh nhân vào sao một cái đau thắt ngực là nhồi máu cơ tim luôn trong khi mà mình đang sử dụng thuốc ha. Rồi isoprotolol, và ở đây bọn em sẽ xem đến là dobutamine ha. Dobutamine, isoprotolol và dobutamine. Dobutamine là thay thế, mình sử dụng thay thế cho isoprotolol ha. Ở đây em thấy ha, dobutamine á thì nó đặc biệt tác động trên thụ thể beta 1 ha. Rồi tiếp theo là thụ thể beta 2 và rất ít trên thụ thể alpha ha. Còn isoprotolol là sao? Thay thế beta 1, beta 2 và mạnh hơn rất là nhiều so với cụ thể alpha. Vậy thì giữa isoprotolol và dobutamine á thì em thấy á, giữa hai thuốc này á thì thuốc nào có ái tính trên tim nhiều hơn? Giữa tim và mạch máu thì isoprotolol với dobutamine cái nào có ái tính trên tim nhiều hơn? Cái nào ái tính trên tim nhiều hơn? Ái tính trên tim nhiều hơn. Giờ mạch máu á là em sẽ nhớ tới cụ thể nào? Alpha. Còn tim em sẽ nhớ đến thụ thể nào? Beta 1. Thì mình nhìn isoprotolol với dobutamine nào ái tính trên tim nhiều hơn? Isoprotolol có ái tính trên tim nhiều hơn ha. Isoprotolol có ái tính trên tim nhiều hơn. Và giữa hai thuốc này, thuốc nào có khả năng là
làm tăng nhịp tim nhiều hơn so với lúc còn lại. Mình nhận vào cái việc cụ thể tác động cụ thể nha. Isoleucodamol beta 1 bằng beta 2, trong khi dobutamine thì beta 1 vượt trội so với beta 2. Vậy thì thuốc nào sẽ làm tăng nhịp tim hay không? Thuốc nào làm tăng nhịp tim nhiều hơn? Bây giờ nha, kích thích thuộc thể beta 1 nó sẽ làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim, đúng không? Nó không hay phản đối rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ em kích thích thuộc thể beta 2 thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng gì? Giảm mạch. Vậy thì huyết áp tăng trương như thế nào? Huyết áp nó sẽ như thế nào? Giảm. Huyết áp nó sẽ hạ xuống. Mà khi huyết áp hạ thì nó đồng thời nó sẽ kích thích ra phản xạ gì? Nó sẽ kích thích ra phản xạ là kích thích thuộc thể cảm giác mạnh tăng phản xạ nhịp tim lên. Vậy thì giữa isoleucodamol và dobutamine thì cái nào tăng nhịp tim nhiều hơn? Isoleucodamol và tăng nhịp tim nhiều hơn. Như vậy sẽ dẫn đến là sao? Cái nguy cơ gây rối loạn nhịp giữa hai thuốc này á, dobutamine và isoleucodamol thì cái nào nhiều hơn? Isoleucodamol nhiều hơn. Ha, thì trên thực tế người ta cũng ghi nhận cái điều đó. Ha, và khi mà đi làm cho bệnh nhân nó dễ rơi vào cái rối loạn nhịp tim như vậy á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Ha, đó, cho nên là thành ra là sau khi người ta tìm ra dobutamine rồi, thì cái isoleucodamol lui vào như vậy để mà người ta sử dụng dobutamine. Ha, như vậy á, nghĩa là nó ưu thế là làm sẽ làm tăng sức co bóp cơ tim là chủ yếu. Ha, cũng có tăng nhịp tim. Ha, rồi cái gì thì nó sẽ ứng dụng trong tình huống nào? Dobutamine hay mình nói có thể là isoleucodamol sẽ, bởi vì nó là tăng sức co bóp cơ tim, vậy thì sẽ ứng dụng trong tình huống nào? Suy tim, ha, suy tim nặng mà em sử dụng thuốc thông thường bệnh nhân cũng không có cải thiện triệu chứng, ha, thì lúc này sao? Mình sẽ sử dụng isoleucodamol và dobutamine chung. Nhưng mà bởi vì nó đều có kích thích cụ thể beta 2, đặc biệt isoleucodamol, vậy thì bệnh nhân có suy tim nhưng mà huyết áp nó phải là sao tụi em? Vẫn còn phải tương đối ổn ha. Thì lúc đó mình mới sử dụng. Ở trong cái guideline dẫn nó sẽ có ghi được em là cái mức huyết áp bao nhiêu được em sẽ sử dụng, mức huyết áp dưới nhiều được em sẽ không sử dụng ha. Thì cái đó mai mốt mình đặt guideline thêm mình tìm hiểu. Vậy thì dobutamine khi em sử dụng vô thì phải, dù là bệnh nhân đang suy tim nặng nhưng mà cái mức huyết áp của bệnh nhân vẫn phải là chấp nhận được. Bởi vì sao? Nếu mà mình suy tim nặng mà kèm theo huyết áp tụt thì khi em sử dụng dobutamine vô thì nó kích thích cụ thể beta 2 khiến cho huyết áp bệnh nhân sẽ hạ hơn nữa. Còn nếu bệnh nhân suy tim nặng mà huyết áp vẫn chấp nhận được thì khi mình sử dụng dobutamine vô, ngoài việc kích thích cụ thể beta 2 làm tăng cái khung lượng tim lên ha, tăng nhịp tim, tăng sức cơ bắp, thì việc giảm kích thích beta 2 thì nó sẽ gây giãn mạch. Mà khi gây giãn mạch như vậy thì sẽ khiến cho sao? Cái công của tim nó còn nhiều như trước khi tim dobutamine nữa không tụi em? Nó gây giãn mạch ngoại vi. Gây giãn mạch ngoại vi vậy thì cái công của cơ tim có cần nó nhiều nữa không? Không. Vậy thì dẫn đến cái lượng máu nó tống ra ngoài nó sẽ được sao? Nhiều lên. Ha, đó như vậy thì nó sẽ cải thiện tưới máu mô ngoại vi. Vậy thì một bệnh nhân á, mà đang suy tim nặng, em sờ vô, có thể em sẽ thấy là sao chi lạnh, nhưng mà khi em sử dụng thuốc vận mạch, nó có thể cái vùng chi đó nó sẽ ấm hơn. Ha, đó, nhưng mà mình phải đảm bảo là sao cái tình trạng suy tim này như huyết áp vẫn phải ổn định thì em mới sử dụng dobutamine đơn độc. Ha, còn nếu mà huyết áp không ổn định thì em phải một là sao em phải lựa thuốc khác hoặc em phối hợp. Em sẽ phối hợp những cái thuốc là sao cũng có thể co mạch lên, vừa sử dụng dobutamine để mà tăng sức cơ bắp của em, vừa phải phối hợp với một thuốc khác để trên để mà co mạch lên để tránh bệnh nhân bị tụt huyết áp sẽ rất là nguy hiểm để cứu ha. Khi nào huyết áp cao hay là huyết áp mà thấp có thì mình cũng đều sao nguy hiểm ha. Rồi và mình nhớ đây sao dobutamine là một thuốc sao thay thế cho isoleucodamol, bởi vì sao dobutamine nó ít nguy cơ mà gây rối loạn nhịp tim tốt hơn so với isoleucodamol. Rồi tiếp theo là
dopamine. Em sẽ thấy ở đây là đây là một phút điểm hoạt năng của mà bị tác động theo liều. Vậy thì mình trước khi mà mình đi sâu vào hơn thì em nhớ là cái dopamine này nè, nó là tiền chất của thức gì? Tiền chất. Rồi, dopamine mình chuyển sang là chất gì? Norepinephrine. Vậy thì khi mình sử dụng thuốc này vô, vậy thì ngoài cái việc nó tác động lên cơ thể là beta alpha thì nó cũng sẽ giúp phóng thích ra norepinephrine và norepinephrine. Như vậy thì sao? Đây là một thuốc tác động hỗn hợp. Và dopamine thì hồi xưa người ta sử dụng nhiều. Dopamine thì hồi xưa người ta sử dụng rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì người ta thấy lúc đó là sao? Cái đây là thuốc tác dụng theo liều. Với cái liều thấp thì ở thực nghiệm trên người bình thường khỏe mạnh nha, thì người ta thấy là sao? Nó sẽ kích thích thủ thể B1 mang, và thủ thể này là có ở mạch máu thận và hệ mạch tạng, nó sẽ gây giãn cái mạch máu vùng này. Từ đó là sao? Khi mà giãn hệ mạch máu thận thì lượng nước tiểu được tạo ra sẽ làm sao vậy? Giãn hệ mạch máu thận tiểu động mạch thì độ lòng cầu thận nó sẽ làm sao? Tăng, thì sẽ tăng tạo nước tiểu. Vậy thì lúc đó người ta nghĩ là sao? Việc sử dụng dopamine thì nó sẽ giúp bảo vệ chức năng thận ở những bệnh nhân bị sốc ha. Cho nên người ta sử dụng rất là nhiều với ngưỡng liều thấp để mà bảo vệ chức năng thận ở bệnh nhân bị sốc ha. Tuy nhiên là sao? Sau này người ta thấy là sao? Cũng người ta xem lúc này thì người ta không thực hiện được rồi, mà người ta chỉ xem xét ở trên những đối tượng bệnh nhân mà bị vô sốc thật sự, thì lúc này người ta thấy là dopamine không có giúp ngăn ngừa tình trạng suy thận ở những bệnh nhân bị sốc ha. Có nghĩa là sao? Bệnh nhân bị suy thận bởi vì nguyên nhân gì thì mình giải quyết nguyên nhân đó, thì chức năng thận của bệnh nhân có khả năng cải thiện. Chứ còn sử dụng dopamine vô là ngưỡng liều thấp ha thì không có tác dụng gì hết ở trên những bệnh nhân mà bị sốc. Nên hiện tại á, mặc dù sách vở thì vẫn ghi, nhưng mà để sử dụng cái ngưỡng liều này thì trên lâm sàng hiện tại ta không có sử dụng ha. Mà lúc này á, người ta sẽ quan tâm đến những cái ngưỡng liều khác. Thì với liều trung bình thì nó sẽ tác động lên cơ thể beta 1 là tăng sức cơ bắp cơ tim, tăng nhịp tim ha, tăng tốc độ nhịp tim, thì nó sẽ làm tăng huyết áp tâm thu. Rồi khi mà em sử dụng liều cao hơn nữa ha, thì lúc này nó sẽ bắt đầu tác động thêm ra thụ thể alpha 1 ha. Vậy thì nó sẽ gây cân bằng, làm nâng huyết áp lên. Vậy thì lúc này là sao? Nó sẽ nâng được cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương lên ha. Đó. Vậy thì dopamine ở đây người ta có thể phối hợp với rất là nhiều thuốc ha. Ví dụ người ta có thể phối hợp với dopamine cũng được, isoleucon cũng được ha. Đó. Nhưng mà bởi vì cái thuốc này ha, thì cái dopamine á, thì khi mình sử dụng nó với mục đích động mạch thì động cảm cái kích thích trên tim, người ta trên mọi người có thấy kích thích trên tim quá nhiều ha, là rối loạn nhịp tim, cho nên người ta lại ưu thế sử dụng norepinephrine hơn để mà đảm bảo là sao, là co mạch là chủ yếu ở những bệnh nhân mà sốc cần phải là tác dụng động mạch là chủ yếu ha. Đó, cho nên dopamine cũng luôn là ha, nhiều chỗ cho norepinephrine, đặc biệt trong những trường hợp là sao, là sốc nhiễm khuẩn ha. Rồi vậy thì nãy giờ mình nói là mình truyền thuốc động mạch, vậy thì nguyên tắc á, khi mà em sử dụng thuốc động mạch thì phải đảm bảo được điều để mà em sử dụng thuốc động mạch nó sẽ có hiệu quả. Tại vì mình truyền thuốc động mạch dopamine nhưng mà mình không có đảm bảo được cái điều đó thì mình truyền vô cũng vô tác dụng, cũng có thể khiến bệnh nhân mà tử vong nhanh hơn. Mình muốn cái thuốc, mình muốn mạch máu nó co lại thì phải đảm bảo là nó làm sao để nó co lại có hiệu quả và đẩy được lưu lượng máu về tim, thì cái mạch nó phải có được lưu lượng dịch đầy đủ ha. Thì như vậy khi mình sử dụng thì sao, nó co lại thì nó mới đảm bảo là sao, nâng được huyết áp lên, đưa máu về tim, thoát ra ngoài thì nó sẽ làm nâng huyết áp tâm thu, nghĩa là ngoài việc nâng huyết áp tâm
chưa thì mình sẽ nâng được cái huyết áp thông lên ha. Còn nếu mà mình không có đảm bảo được dịch ở trong cơ thể thì lúc này mạch máu nó co lại thì mạch máu nó đã kẹt luôn thì nó còn nâng được huyết áp thì lên nó không có nâng lên được ha. Cho nên lúc này á, dù em sử dụng thuốc vận mạch thì em phải đảm bảo là có được dịch ở trong cơ thể ha. Còn nếu mà mình không đảm bảo được thì có khả năng mình sẽ tỉ mạch nhân đi sớm hơn ha. Rồi. Như vậy thì thuốc nào sẽ sử dụng trong sốc tim hả tụi em? Sốc tim mà huyết áp tương đối ổn định thì em sẽ ưu tiên không được nào. Dobutamin nha. Còn nếu bệnh nhân sốc tim mà huyết áp bệnh nhân không ổn định lắm thì lúc này mình có thể lựa chọn dopamin và mình sử dụng dobu, mình phải phối hợp thêm ha, cái thuốc khác ha. Rồi, nonibutamine thì em sẽ sử dụng trong tình huống là những người sốc lâm sàng, những cái loại sốc mà gây liệt mạch thì em sử dụng nonibutamine là tốt nhất. Rồi, nonibutamine là trong tình huống ngưng tim ha, hoặc là trong các thứ sốc bản vệ hoặc là khi nhiễm chặt quá mức nha. Rồi, bởi vì đây là những thuốc mang tính tan trong nước cao, cho nên vậy thì khi mình sử dụng những thuốc này thì tác dụng phụ của nó trên những cơ quan khác là gần như là không có ha, gần như là không có, thì nó sẽ không có tác động lên hệ thần kinh, nó cũng không tác động những vị trí khác, bởi vì sao, khi nó lan rõ được đến những hồ khác thì nó đã bị cái men màu men con phân hủy hết rồi ha. Rồi nhưng mà nói chung á, nói tụi em thì thôi chứ trong đời thì chỉ thấy xài Vinofin là hết tạm cái chuyện rồi ha. Chị xài có hơi Vinofin là hết đáng chị, còn mấy thuốc kia chị không có xài thì trên khoan của chị nó không có được yên thôi. Mà nói được yên thì không biết tới tự nhiên cái chủ nhật thì nó có biến cố sợ nó chết ha. Rồi những cái thuốc này tác động trên tim mạch là như vậy ha, nhưng mà ngoài ra nó còn tác động vị trí khác như epinephrine và risperidone là những thuốc giãn phế quản rất là mạnh nên ngày xưa người ta sử dụng để điều trị hen suyễn ngưng, nhưng mà sao bởi vì nó có tác động trên tim nữa làm tăng nhịp tim lên phát triển quá ha, đặc biệt làm tăng nhịp tim quá mức, cho nên hiện tại là người ta không sử dụng nữa, người ta sẽ sử dụng cho những thuốc mà ưu thế tác động trên bộ phận beta 2 nhiều hơn nha. Rồi, nhóm non-catecholamine ha, thì những thuốc này không chứa còn catechol cho nên không bị phân hủy ha. Rồi những thuốc này thì tụi em biết sơ thôi ha, phenylephrine kích thích thụ thể alpha-1 ha. Thuốc này cũng được dùng trong điều trị sốc luôn, nhưng mà mình sẽ thấy nó không phổ biến lại ha. Nó còn có trong những cái dung dịch đó mà nhỏ mũi nữa nên sẽ dùng để điều trị xuống huyết mũi, cái này tụi em sẽ gặp nhiều nha. Rồi midodrine thì kích thích thụ thể alpha-1 dùng để điều trị hạ huyết tư thế ở bệnh nhân mà bị rối loạn thần kinh thực vật, rất nhiều như bệnh nhân bị tiểu đường nó sẽ có tổn thương dây thần kinh, thì như vậy bệnh nhân nó là cái tình trạng mà con mặt đó nó sẽ không có giống như bình thường ha, nó sẽ không giống như bình thường, nên mình dùng thuốc này vô để mà giảm triệu chứng chóng mặt của bệnh nhân. Nhưng mà tụi em còn phải lưu ý một chi tiết, đó là sao, trước khi mà mình nghĩ đến á là bệnh nhân nó là bị chóng mặt, mình phải sử dụng thuốc ha để mà điều trị tình trạng chóng mặt đó, thì mình cần phải lưu ý mình tìm thêm những nguyên nhân khác. Ví dụ đơn giản là em mà dùng thuốc, ví dụ như bệnh nhân bị tăng huyết áp mà em dùng thuốc hạ huyết áp quá mức, bệnh nhân bị chóng mặt ha. Hoặc là những bệnh nhân mà bị nhồi máu nó bụng tiểu não, bệnh nhân cũng chóng mặt ha. Hay là cái thông thường dễ chẩn đoán, dễ chẩn đoán đại trà chứ không phải là dễ chẩn đoán nha, là bệnh nhân bị rối loạn tiền đình, bệnh nhân cũng chóng mặt, hoặc là bệnh nhân hẹp động mạch cảnh, bệnh nhân cũng chóng mặt ha. Vậy thì mình phải loại hết nguyên nhân đi, rồi mình hẳn nghĩ đến là sao, gây rối loạn thần kinh thực vật và mình sẽ sử dụng Vinogreen. Hiện tại như trên lâm sàng thì cũng chưa có sử dụng nữa, mặc dù cái thuốc này đã lâu lắm rồi ha. Rồi, tiếp theo là thuốc kích thích thụ thể beta 2. Đây là những thuốc mà tụi em sẽ gặp rất là nhiều ở trong lâm sàng ha. Thì kích thích thụ thể beta 2 này tụi em sẽ còn gặp ở trong cái bài mà thuốc tác động lên hệ hô hấp nữa. Thì đây là những thuốc
hiển nhiên là những cái thụ thể khác nó vẫn có tác động nha, nhưng mà đặc biệt ưu thế là trên thụ thể beta 2. Thì trong cái dòng thuốc này thì người ta lại chia ra thành là thuốc tác động kéo dài hoặc là thuốc tác động ngắn, thời gian tác động ngắn ha, thuốc có thời gian tác dụng kéo dài hoặc là thuốc có thời gian tác dụng rất là ngắn ha. Nhưng mà những cái thuốc mà có thời gian tác dụng kéo dài thì khởi phát nó cũng chậm hơn, còn thuốc thời gian tác dụng ngắn thì khởi phát tác dụng nó sẽ nhanh hơn ha. Đây là những thuốc khởi phát tác dụng ngắn thì mình sẽ sử dụng trong cấp cứu khó thở ha. Khó thở mà do nguyên nhân hô hấp, còn thuốc mà tác dụng kéo dài ấy, thì mình sẽ sử dụng trong điều trị duy trì ha. Rồi thì ở đây á, albuterol là tụi em là một cái tên rất là quen thuộc, là salbutamol đó tụi em. Ở ngoài cái vi thuốc á, salbutamol á, còn cái tên đó là albuterol ha. Rồi đó là tác dụng ngắn nha. Còn cái thuốc tác dụng kéo dài như là phenobarbital, salbutamol thì cái đó tụi em đến cái bài tập sẽ được học sau nha. Thì đây là những thuốc kích thích cụ thể beta 2 giúp giãn cơ cho phế quản, giúp bệnh nhân dễ thở ha. Thì ứng dụng là trong điều trị những bệnh phổi mà có tình trạng co thắt khí phế quản ha, ví dụ như là bệnh hen ha, COPD hen suyễn COPD ha. Đó nghĩa là khi bệnh nhân lên cơn khó thở mà có thể cho bệnh nhân xịt như là phun khí dung. Hồi xưa người ta còn có sử dụng đó là chế phẩm là đường uống, hiện tại cũng có sử dụng ha. Thì những cái chế phẩm đường uống á thì giờ giữa đường phun xịt cái đường uống thì cái đường nào nó sẽ cho tác dụng phụ nhiều hơn? Đường uống nó sẽ cho tác dụng phụ nhiều hơn. Và ở trong đây có bạn nào xưa được sử dụng salbutamol uống chưa? Trong nhà có con nghe trong chắc gì sử dụng salbutamol chưa? Bạn sử dụng salbutamol chưa là đảm bảo luôn. À, nếu mà bà mẹ mà không biết là đảm bảo là hút tiền hay quá ha. Nhưng mà bản chất cái đứa bé đó nó mới cảm nhận được là nó có hay gì không nha. Mà bé nó đâu biết gì đâu, bố nói năng được điều gì, nhưng mà người lớn thì người ta lại biết ha. Rồi vậy thì khi mà sử dụng salbutamol thì thường thường nha, các bác sĩ thì lại kê là tác dụng buổi tối để mà ngăn cái cơn hen buổi tối. Cũng hiểu. Nhưng mà khi mà em sử dụng salbutamol thì mà sử dụng đường uống ha, thì ngoài việc kích thích cụ thể beta 2 thì giảm cơn trơn cái phế quản, ngăn ngừa cái cơn hen ha. Đó, ngăn ngừa cái cơn hen xảy ra hay là cái đợt khó thở xảy ra. Thì lúc này mà sử dụng đường uống là mình sử dụng liều cao thì nó sẽ vào trong cơ thể, nó sẽ tác động lên cụ thể nào? Beta 1, alpha ha. Vậy thì nó sẽ dẫn đến người ta sẽ cảm thấy điều gì? Mà này tụi em đi lâm sàng thì em sẽ gặp luôn. Em cứ 90% trường hợp em cứ hút chẩn đoán nghe từ đó là chính xác luôn. Kích thích beta 1 bệnh nhân sẽ than điều gì với em? Điểm gì không? Đánh đúng ngực mà hợp quá. Rồi xui xui thì sao? Đau ngực. Đau ngực luôn. Ha. Và có những trường hợp đó là sau này tụi em đo điện tim, lúc bệnh nhân mà được đo điện tim thì bệnh nhân chưa sử dụng salbutamol điện tim về mình không thấy dấu hiệu thiếu máu, bệnh nhân sử dụng salbutamol cho điện tim nó tăng lên khi mình thấy thì rõ là dấu hiệu thiếu máu cơ tim ha. Có người là sao? Hồi hộp quá cũng khiến bệnh nhân bị khó ngủ. Và ngoài ra là bởi vì nếu mà sử dụng đường uống để là mình biết là tính năng cơ tim nó rất là cao thì nó sẽ đi vào cơ thể thần kinh trung ương thì sẽ khiến cho sao hưng phấn gây mất ngủ nha. Đó rồi còn gì nữa tụi em? Huyết áp ảnh hưởng đúng không? Kích thích beta 1 là tăng nhịp tim, nó sẽ co bóp lên tim lên là nâng huyết áp tâm thu. Kích thích alpha nó sẽ làm tăng huyết áp tâm trường, huyết áp bệnh nhân sẽ không có ổn định, sẽ bị cao lên ha. Rồi còn gì nữa tụi em? Còn gì nữa? Đây là thuốc kích thích giao cảm, cho nên lúc này nó sẽ tác động lên hệ tiêu hóa và tiết niệu. Mà bệnh nhân mà nhập viện thì em biết đó, ngoại trừ một số bệnh viện nơi nó cung cấp cái chế độ ăn tương đối tốt cho người, còn lại là sao? Đa phần đó là người ta sẽ mua, người ta ăn gì
Vậy thì thường em thấy khẩu phần á của người ta sẽ như thế nào? Khẩu phần không có đúng kiểu khẩu phần của ngày xưa, trong những năm mà cứ đói á, nên là số lượng hơn là chất lượng á, là gì nhiều, cơm nhiều mà cái gì ít, rau ít nè. Vậy thì sẽ dẫn đến bệnh nhân trẻ bệnh gì? Táo bón. Bây giờ em phốt thêm salbutamol vô nữa thì sẽ khiến sao? Giảm chu độc đồ, giảm dịch vị, giảm dịch vị, rồi sẽ khiến sao? Bệnh nhân bị táo bón nặng hơn nữa ha. Cái lúc này sao? Than, trời ơi sao bị mấy ngày tôi đi cầu, đang đêm đang ngủ thì bệnh đầu vậy, bởi vì 30 ngày tôi chưa đi cầu. Thì mai mốt em đi học á, buổi sáng mới hay tự nhiên buổi tối mình đang ngủ 2-3 giờ sáng gọi bác sĩ ơi tôi không đi cầu, cái đó thì nha. Rồi có người 5 ngày không đi cầu rồi xong cho uống cái gói để đi cầu, cái lúc này sao đi cầu được rồi, cái may á là cho mặt quá cái bệnh nhân sao tiêu chảy, cái đến buổi tối hôm sau đặc biệt cũng nhập nha bác sĩ ơi tôi bị tiêu chảy, cái đó gặp nha. Đó. Rồi bây giờ còn cái nữa là gặp nữa là bệnh nhân sẽ bị bí tiểu đúng không, kích thích giao cảm mà bị bí tiểu nha. Rồi mà những cái người mà bị bệnh phổi á, đặc biệt COPD thì thường là nam giới nữ giới ai gặp nhiều hơn? Nam giới gặp nhiều hơn đúng không, mà nam giới mà khi từ 40-50 trở lên sẽ có bệnh gì hay gặp? Phì đại tiện tử phí ha, sẽ gây là sao tiểu khó, vì em hút cái viên salbutamol vô thì sao bí tiểu luôn. Để tôi bạn sẽ đang đêm bệnh nhân than sao tụi tôi đau tức quá ha. Rồi em cứ thấy mà mấy ông á, mà em cứ mấy ông này á mà ổng có than đau bụng thì cái đầu tiên em thấy ổng có bệnh phổi em cứ cẩn trọng em khám còn mình quen thì sao nhiều khi á là sao nó sẽ ra ra bị cầu mình quen. Nếu mà cái ca mà nó bị bí tiểu cấp á thôi mình không nói làm gì, nhưng mà nó là bí tiểu từ xưa đến giờ mình chỉ đọc thấy COPD thuốc phù xịt hay đau bụng rồi mình khám thì mới còn là quen không ha. Vậy thì nhưng mà lúc này á mấy cái ca mà bí tiểu mãn tính á thì thường nó có một cái đặc biệt ha, là người ta than người ta khai với mình người ta vẫn hay tiểu, nhưng cái tiểu của người ta không có bình thường, nó là hiện tượng giọt nước tràn lên như tụi em cứ bạch quan đầy quá, cái lâu lâu lại cái tiểu nó nhỏ và dài một giọt, nó nhỏ và dài giọt, nó là tiểu không có tự chủ gì hết ha. Đó vẫn có ướt tả nhưng mà tiểu không có hề tự chủ. Cái em khám vào bạch quan để này em cẩn trọng để em khám từ trên xuống nha, chứ không phải khám từ ngay bụng sinh mu nha, là không bao giờ ra hết trơn, em khám từ trên xuống thì em sẽ tìm cái cầu bạch quan rồi đặt xong tử nằm người quyết xong ha. Đó có nghĩa là khi mình sử dụng thuốc đường uống, bởi vì cái tác dụng phụ nó quá nhiều, à, đặc biệt cái tác dụng phụ là trên tim nó quá nhiều, cho nên là người ta mới chuyển sang phun xịt để mà hạn chế cái tác dụng phụ đó. Tuy nhiên mà sao khi mà bệnh nhân mà sử dụng thuốc, bệnh nhân vô những cái đợt cấp, bệnh nhân phải phun xịt thuốc quá nhiều thì sao? Lúc này bệnh nhân dù là sử dụng đường tại chỗ nhưng mà vẫn có thể là biểu hiện tác dụng phụ được bản thân ha, nên dù phun xịt em cũng phải cân nhắc xem coi bệnh nhân có bị táo bón với tiểu không. Cho nên thành ra cái việc mà mình hỏi á, buổi sáng mình đi lên sàn mình hỏi là bệnh nhân có đi cầu với tiểu được không, cái bệnh nhân nói ồ được, mình hỏi gì không là không đúng ha, phải hỏi kỹ ra đi tiểu làm sao, đi cầu làm sao ha, để mà mình theo dõi nha. Rồi vậy thì Amitrolon là em sẽ sử dụng đường phun khí vô có đường uống luôn, còn kèm Futalin thì nó sẽ có đường truyền tĩnh mạch. Thì đây là một thuốc mà hồi xưa mình trong cấp cứu hen suyễn mình sẽ truyền tại Futalin. Ngoài ra là cái thuốc này còn sử dụng ở trong những cái thuốc này còn được sử dụng trong điều trị mà giả sinh non ha. Cái lựa chọn này là những cái lựa chọn giống như là lựa chọn thứ hai thứ ba các bạn nhớ là gì? Tại vì sao? Nó kích thích thụ thể beta 2 giúp giảm cơ trơn tử cung, nhưng mà đồng thời nó vẫn sẽ kích thích những thụ thể khác như là beta 1, nên thành ra là sẽ phụ rồi huyết áp lên ha, nó rối loạn nhịp tim của sản phụ. Cho nên thành ra là những thuốc này nếu
đáp ứng rồi, không có những khác thì mình mới sử dụng đến albuterol hoặc ecbutalin để lấy hồi xanh, mình điều trị cái tình trạng dạ xanh non để hy vọng là sao mình sẽ kéo dài một cái thời gian chuyển dạ, mình ngăn lại cái tiến trình chuyển dạ được khoảng 2-3 ngày để giúp sang corticoid. Lúc này tại vì bé xanh non nó sẽ không có, mình sợ cái là nó sẽ bị suy hô hấp do nó không chủ thành phổi, nên mình tiêm corticoid vô để nó kích thích sự chủ thành phổi, thì mình phải tiêm thuốc theo cái liệu trình của nó, thì nó đòi có đến 2-3 ngày. Lúc này mình tiêm cái tetrabutalin vô để mà sao giúp giãn cái cơ trơn tử cung, ngăn chặn lại cái quá trình chuyển dạ ha, đó để mà sao đảm bảo cái thuốc còn giúp mấy các người các dụng chữa thành phổi em bé, để mà em bé nó ra đời nó ít nguy cơ bị suy hô hấp hơn ha. Rồi vậy thì tác dụng phụ thì cái này em sẽ nhớ là sao, có ảnh hưởng lên hệ thần kinh, nghĩa là tác dụng phụ sẽ gặp nhiều nhất ở khi mà sử dụng đồ uống ha, ví dụ như cái tác động trên thần kinh như gây hơi khó mất ngủ gì đây ha, rồi gây nhịp tim với bệnh nhân hồi hộp đến chống cự, ý là đau ngực nhồi máu cơ tim luôn, rồi tiêu hóa tiết niệu thì táo bón cái tiểu, cho nên cái ông CBD mà là hen suyễn á mà em thấy bị sử dụng á thì em phải cân phải học kỹ cái vấn đề đi cầu tiểu không đây ha, phải học là nhiều khi mình chẩn đoán không đúng á mình cho thuốc nó cũng sẽ sai, giống như cùng là đau bụng, cùng là đau bụng nhưng mà táo bón nhiều quá cũng đau bụng, đau bụng còn đau bụng quặn nữa nha, thì lúc này mà em chích những cái thuốc là sao để mà giãn cơ trơn để cho bệnh nhân đỡ đau bụng thì nó có giải quyết được không tụi em? Không, bệnh nhân mình còn táo bón nhiều hơn, chúng ta em cho sổ để là hết phòng giãn đi cầu là hết đau ha. Rồi amphetamine ha, lắc cocaine ha, thôi mấy cái này không quan trọng lắm ha, chỉ cần biết là nếu mà em sử dụng cocaine mà em sử dụng kiểu thích đó ha, hoặc là giống như lúc này tụi em thấy á cái thằng á phenylephrine á, hay là sau này tụi em thấy thêm thuốc dụ như là những cái thuốc nhỏ mũi mà ghi con mặc tại chỗ mà em sử dụng kéo dài quá thì nó cũng giống cocaine, tại vì khi nó ghi con mặc nó một mũi thì nó sẽ gây sao, khi con mặc một mũi thì nó sẽ thiếu sao tụi em, thiếu máu nuôi một mũi ha, ngoại tử như hạ mũi nha. Rồi còn những cái thuốc nhỏ mũi có nghĩa là khi mà mình sử dụng những thuốc kích thích giao cảm tác động lên thực quản anh ta một ha, nhỏ mũi vô cá thì sẽ khiến cho sao bệnh nhân hết triệu chứng liền, rất là thích bất đả luôn ha, nhưng mà sau đó sao nếu bệnh nhân mà thấy là cứ phục vịt cái là nhỏ vô thì hậu quả gì sẽ xảy ra là dùng ha, mà em kích thích anh phần này đi con mặt đó là sao ngoại tử nghi nặng mũi, và khi mình ngưng thì lập tức là sao, khi mình ngưng nói tụi em thì giảm kích thích giao cảm xuống thì lúc này sao có giao cảm sẽ trỗi lên giảm mạnh ra bệnh nhân lại chảy nước mũi nhiều hơn rất là nhiều ha, đó. Và những bệnh nhân mà sử dụng thuốc nhỏ mũi mà nhẹ mà kích thích thuộc thể alpha một, đặc biệt là bệnh nhân mà mình tăng huyết áp thì người ta sẽ bị gì tụi em, huyết áp của người ta lúc này còn ổn định không? Không, bởi vì kích thích cụ thể dùng thuốc nhỏ mũi mà kích thích thuộc thể alpha một ha, hoặc là thậm chí ở bên ngoài có những cái viên thuốc mà để điều trị mà kho gì sổ mũi á, điều trị mà túng á, nó cũng có thành phần là sao giúp to cái mạch máu ở niêm mạc mũi, đặc biệt ha dùng về nhóm mũi là đỡ, nhưng mà nếu mà sử dụng những cái thuốc mà sao chị đi cố mà đi co lại máu ở mũi thì sao để huyết áp bệnh nhân sẽ tăng bọt lên, em thấy tự nhiên sao đang ổn định hết sức tự nhiên sao cái huyết áp tăng bọt lên, cái người nào sao thấy bọt lên thì có cái người ta cho thêm thuốc hạ áp vô nữa, cái lúc này huyết áp bệnh nhân ổn định đúng không, ổn định trong thời gian dùng thuốc, nhưng mà sau khi bệnh nhân hết sử dụng thuốc nhỏ mũi đó xong thì hậu quả gì sẽ xảy ra, thì lúc này là bệnh nhân lại bị hạ huyết áp quá mức, chóng mặt, té, đập đầu đúng không, có ha, cái này là tình huống lâm sàng có luôn đó nha, cái đó là tình huống lâm sàng nó bên phát đó tụi em, chị cũng biết là bên đó ta cho thuốc sao chị cũng không biết nữa, nhưng mà có tình huống lâm sàng đó có nghĩa là bệnh nhân đang có số độ ổn định
khi bệnh nhân đi lại với bệnh nhân chóng mặt, bệnh nhân bị té ngã xuống thôi, gãy xương đùi. À, xui không? Xui ghê lắm. Và sau này em gặp nhiều lắm. Sau này em sẽ gặp rất nhiều nha. Đặc biệt là sao nếu em cho phép tăng áp mà không đúng đi. Và bệnh nhân lãnh hậu quả này nha. Chén tiếp, hỗn hợp nha. Efoprin, sorbiprin. Cái này em chỉ sửa lại. Thì điều trị xuống huyết mũi và viêm mũi ha. Tương tự như vậy, kích thích thụ thể ra căn hộ nha. Đó là cái cơ chế gián tiếp thì người ta không có rõ ràng lắm ha, nhưng mà mình chỉ cần biết là sẽ nó kích thích thụ thể và một và nó có đạt tạo tổng hợp của nominophilin, nhưng mà nó không có rõ tăng cái nồng độ nominophilin và cơ chế nó chưa có được hiểu rõ ha. Thì tác dụng phụ là làm tăng nhiệt đi, tăng huyết áp ha, cho các cơ bọc bạch quang có nam giới, kích thích hệ cơ xương cơ gây mất ngủ. Thì trong đây tụi em lưu ý là pseudoephedrine á, là tiền chất của ma túy ha, từ nó là mình sẽ điều chế là được cái ma túy. Cái liều cao á thì phải được bác sĩ chỉ định cho toan, hoặc cái liều thấp thì có thể mua đại trà nhà thuốc cũng được. Cho nên thành ra là những đối tượng á mà người ta tội phạm á, cái người ta sẽ mua hàng loạt luôn, có một đầu người ta, những đối tượng đó người ta mua thâu tóm hết luôn tất cả các loại thuốc, thuốc sơ đôi sơ riêng này, nên tao phải mua thùng thùng về nha. Cái sau đó là thùng chế biến cái là sau cái biến cố đó xong dẹp luôn, không cho bán ra sodomarin như thị trường nữa. Rồi vậy thì cái thuốc kích thích là giao cảm ha. Vậy thì trong cái phần này á, em sẽ lưu ý á, đầu tiên là tới các thuốc vận mạch là cái mà em phải lưu ý nhất nè. Rồi tiếp theo là thuốc kích thích cụ thể trên tầng hai, mình cũng biết sơ sơ đó là bicotrin là phải sử dụng là cái gì nha. Đó, bilirubin là cái gì, efoprin ha, đó là cái gì phòng ha. Nhưng mà quan trọng nhất đó là cái thuốc mà vận mạch và thuốc sản kích thích cụ thể beta hai là thuốc đó là sẽ ra thi thường xuyên đó nha. Cảm ơn tụi em. Kích thích beta hai là dành cho những thú mèo nghe sơ bê đê nam là phần phổi mà có thể gây ra tình trạng sao con nha, em không dùng nha. Nó còn nhiều thuốc khác nữa nhưng mà hiện tại sẽ nuôi thuốc này, và đến chỗ sau thì sẽ học thêm thuốc khác nữa nha. Tác dụng phụ của thuốc đặc là gì? Cái đầu tiên tất cả những nhóm này đều là sao, kích thích nhịp tim ha, kích thích là tăng nhịp tim, tăng sức cơ bắp cơ tim lên ha. Vậy thì tác dụng phụ nó sẽ là phối là nhịp tim, cái đó là cái đầu tiên mà em phải nhớ ha. Rồi thuốc vận mạch thì sao, em sẽ nhớ những chi tiết gì mình thường dùng, mình phải được gì ha, cách mình sử dụng phải làm sao để mà đảm bảo thuốc có hoạt tính liên tục ha, và cái vị trí dùng là cái gì ha, vị trí mình dùng thuốc ha. Rồi thuốc kích thích cụ thể beta